Cho em hỏi là người bị tiểu đường thì có uống cây an xoa được không? Và cây an xoa có tác dụng hạ đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường hay không ạ? Chào bạn, nhà thuốc xin phép được trả lời hai câu hỏi của bạn như sau. Thứ nhất là người bệnh tiểu đường thì vẫn có thể sử dụng cây an xoa được bình thường bạn nhé. Cây an xoa không có tác dụng hạ đường huyết, do vậy vị thuốc này không có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Như bạn đã biết thì ở những video trước, nhà thuốc đã giới thiệu về cây an xoa là một vị thuốc rất là nổi tiếng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về gan và bệnh ung thư gan. Việc sử dụng cây an xoa trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan được dựa trên hai cơ sở thực tiễn, đó là dựa theo kinh nghiệm dân gian và dựa theo các công trình nghiên cứu khoa học về cây an xoa. Chúng tôi chưa nghe nói đến hiệu quả hỗ trợ về hạ đường huyết và điều trị bệnh tiểu đường của cây an xoa. Vì vậy có thể khẳng định rằng cây an xoa không có tác dụng điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Nếu muốn điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả thì bạn nên tham khảo những vị thuốc nam có tác dụng hạ đường huyết tốt như là cây dây thiều canh, cây giảo cổ lam hay là cây mướp đắng rừng. Đây hiện đang là những loại thảo dược rất là tốt cho những bệnh nhân điều trị bệnh tiểu đường hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.